Cô tin tưởng vào coi như cơ sở chúng ta. Vâng. Thì là mình coi như cũng xem trên YouTube xem trên đầu Kobe. Vâng. Coi như mình thấy coi như quảng cáo nhiều cái đồ gỗ của cơ sở mình. Vâng. Cũng tin tưởng vào coi như là cái cơ sở của mình mới sang cái đặt hàng. Vâng. Thì hôm nay đây cơ sở coi như đem sang coi như bộ bàn ghế thì cũng giống này đến bây giờ là cũng như là trước hết là xin cảm ơn cơ sở đã chuyển về tận nhà thôi. Vâng. Theo đúng ý nguyện của mình từ trước đến giờ. Vâng. Vâng, đồ gỗ Tùng Đám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại là 4 giờ chiều ở tại nhà anh Hương này, 6 tháng 3 âm lịch của năm 2021 đây. Vâng, thì em đang có mặt tại nhà anh Hương ở khu 5 xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh. Vâng, để bàn giao cho anh một bộ trường kể chất liệu bằng gỗ lim. Vâng, bộ trường kể này là trường đại các bác nhé, dài 2m17 và có kích thước là dài 2m17, mặt rộng là 50 đây. Còn chất liệu gỗ ly. Đây, chủ nhà đây là anh Hương và anh đã sang tận cơ sở em và anh đã ký ra phần mộc rồi. Hôm nay hoàn thiện xong là trở sang bàn giao tại nhà anh. Vâng, hiện và anh đang để tạm ngoài sân, lát nữa anh cho trong nhà. Vâng, đúng 11 tháng giêng đấy anh nhỉ. 11 tháng giêng. Vâng, thế hôm nay đã trở sang nhà anh nhìn xem là chất lượng nào có đạt tiêu chuẩn như anh mong muốn. Đó là mình cũng tin tưởng vào coi như cơ sở chúng ta. Vâng. Thì là mình coi như cũng xem trên YouTube xem trên đầu Kobe. Vâng. Coi như mình thấy coi như quảng cáo nhiều cái đồ gỗ của cơ sở mình. Vâng. Cũng tin tưởng vào coi như là cái cơ sở của mình mới sang cái đặt hàng. Vâng. Thì hôm nay đây cơ sở coi như đem sang coi như bộ bàn ghế thì cũng giống này đến bây giờ là cũng như là trước hết là xin cảm ơn cơ sở đã chuyển về tận nhà thôi. Vâng. Theo đúng ý nguyện của mình từ trước đến giờ. Vâng. Thế thay mặt cơ sở em xin cảm ơn anh nhá. Vâng. Đã tin tưởng và đã sang tận cơ sở và mua ủng hộ đồ cho cơ sở nha. Còn trước hết thì sang tận nhà và anh rất là ưng ý. Vâng, thì xin cảm ơn và chúc anh và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá. Vâng. Và làm ăn gặp nhiều may mắn. Vâng, để ủng hộ nhiều cho cơ sở đồ gỗ Tùng Tán chúng em. Vâng, xin cảm ơn anh. Và thì các bác nào có nhu cầu sở hữu một bộ trường như của nhà anh gì quên tên. Anh Hương, vâng, ở khu 5 xã Phú Mỹ, huyện Phú Ninh này thì xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Vâng, cơ sở em là chuyên sản xuất về đồ gỗ cũng như trường kỷ, sập vụ tủ chè rồi thì là bàn ghế. Vâng, phục vụ tận nơi. Vâng, xin cảm ơn.